Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trong lúc ngồi nói chuyện ở đây mà ở trên trần nhà gió Santa Ana nó thổi nghe rất là kinh khủng. Cho nên xin được nhắc lại là quý vị nhớ coi xung quanh nhà mình có những cái đồ vật gì mà nó dễ bay, dễ rớt á, thì nên hạ nó xuống cẩn thận, chứ nãy giờ gió thổi tưởng như tóc máy luôn á. Nhưng mà Ngọc Lan để ý đó là khi mà mình nói gió ở ngoài nó đang thổi mà giống như là đang muốn tóc cái mái nhà mình đang làm việc ở đây đó. Thưa quý vị, cuối tuần này là Super Bowl, thì có một cái bản tin nói rằng là Super Bowl năm nay có thể là một cái Super Bowl nóng nhất từ trước tới giờ. Người ta nói rằng là những cái trận Super Bowl đó thường thường xảy ra, cái nhiệt độ trong lúc bây giờ đã ở cái sân banh đó là khoảng 70 mà thôi, nhưng mà hoặc là thấp hơn nữa. Nhưng mà cuối tuần này khi mà người ta đổ xô từ khắp các nơi về đây để mà coi Super Bowl, người ta ngạc nhiên, ủa sao mới có đầu tháng 2 thôi mà nhiệt độ ra ấm lên như vậy. Như Ngọc Lan có nói lúc đầu đó, tuần này là mình 80-90 là chuyện thường ha. Đúng rồi, cho nên họ nói rằng là sẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng là Super Bowl năm nay là Super Bowl nóng nhất trong lịch sử của Super Bowl. Ok, trở lại với lại bản tin mà hồi nãy Ngọc Lan đang nói dở dang trước phần quảng cáo. Đó là chuyện hai du khách từ Florida đến đây đi ở trên bãi biển, thì lúc đó là bị những cái kẻ cướp nó đã chú ý rồi. Mà cái điều kinh khủng ở đây là nó xảy ra vào trưa ngày hôm qua, tới lúc 1 giờ mấy thôi, chưa đến 2 giờ trưa nữa. Tức là thành ra không phải là chỉ cái chuyện buổi tối mới là sợ nguy hiểm. Thì hai cái vị khách này là mới rời cái bãi biển là Venice, thì đi đến cái chỗ mà đậu xe của họ, thì những tên cướp này nó đã đi theo, nó bước xuống từ một cái chiếc xe khác mà nó đeo giống như là đeo mặt nạ đồ để cho người ta không có nhận ra, và yêu cầu cái vị khách đó là đưa cái đồng hồ, một cái đồng hồ rất là đắt tiền mà người này đang đeo ở trên tay, đưa cho chúng. Thì dĩ nhiên là vị khách này họ từ chối, thì ngay lúc đó nó rút súng bắn liền vào trong chân của người khách này. Bởi vì cái tin này nó mới xảy ra vào ngày trưa ngày hôm qua, cho nên đến giờ thì người ta cũng chưa có thông tin thêm chi tiết là những cái vị khách này là tên gì, và dĩ nhiên những cái kẻ mà cướp đó thì vẫn chưa có bị bắt. Tình trạng của những cái người du khách này như thế nào thì người ta cũng chưa cho biết, nhưng mà chỉ từ ở đây để mình thấy rằng là cái chuyện mà cướp, những cái bị cướp theo dõi trong thời gian qua nó rất là nguy hiểm. Và một lần nữa xin nhắc nhở, như là cảnh sát cũng đã đưa ra cái lời đề nghị đó, là khi nào mình rời khỏi những cái nơi mà vui chơi, những cái nơi đi mua sắm, mình chạy xe trên đường hay là mình đi á, mình chú ý xem là có người nào tự dưng người ta đi theo xe mình hay là một cách bất thường đó, thì phải để ý những cái chuyện đó. Tuần tới ngày 15 tháng 2, 13 là ngày Chủ nhật, thì 14 là ngày thứ hai và 15 là ngày thứ ba tuần sau đó, thì những cái lệnh về đeo khẩu trang hay về phòng ngừa dịch COVID-19 của tại tiểu bang California sẽ có nhiều thay đổi. Nhưng quận Los Angeles thì họ nói rằng là họ trì hoãn lại những cái luật về phòng dịch COVID-19 của tiểu bang đưa ra. Thí dụ như là vào ngày 15 đó thì không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi mà chúng ta đi vào trong những nơi mà ở phía trong nhà đó, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang với những người mà chưa được chích ngừa. Cho nên đừng nghe rằng là mình không còn phải đeo khẩu trang nữa thì ai cũng được như vậy hết. Chỉ có những người đã chích ngừa đầy đủ rồi thì không cần phải đeo khẩu trang khi vào những nơi trong nhà nữa. Còn riêng những người mà không có chích ngừa thì vẫn phải bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, dù có chích ngừa hay chưa chích ngừa
thì quý vị vẫn đeo khẩu trang, vẫn đeo khẩu trang ở những nơi mà nó có cái tình trạng lây nhiễm cao. Thí dụ như là quý vị đi xe buýt, đi xe lửa, quý vị đi vào những cái nơi như là nhà thương nè, những cái nơi mà có những người homeless hay lại nè, hay là những cái nơi mà họ nói rằng là đông người qua lại và trong đó lẫn lộn, mình không biết người nào chích ngừa hay là chưa chích ngừa, thì những nơi đó bắt buộc là phải có đeo khẩu trang cho dù quý vị đã chích ngừa đầy đủ rồi. Trường học từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 12 thì sẽ có những cái quy định mới về việc đeo khẩu trang, đeo ở trong lớp học hay không còn đeo trong lớp học nữa, hoặc ra phía ngoài sân chơi có cần còn phải đeo nữa hay không. Thì họ nói là vào tuần tới thì các học khu sẽ sửa lại cái quy định về vấn đề đeo khẩu trang cho nó phù hợp với lại từng cái môi trường một. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói là sẽ nới lỏng những cái thủ tục để phòng chống dịch COVID-19 đó, thì mặc dù tiểu bang đưa ra một cái lệnh mới, nhưng mà tùy theo từng quận hạt nữa, như là Los Angeles thì họ nói rằng rồi, họ nói là họ sẽ trì hoãn lại theo tiểu bang, họ sẽ vẫn tiếp tục bắt buộc phải đeo khẩu trang, vân vân đó. Thì cho nên chúng ta phải nghe và đọc nhiều cái bản tin để cho biết được rằng là chúng ta đang ở sống ở trong cái khu nào và những cái khu đó thì có bắt buộc hay không đó. Cho nên cái vấn đề đeo khẩu trang thì vào tuần tới vào ngày thứ ba sẽ có những cái quy định mới chúng ta nên theo dõi. Thưa quý vị, ngày hôm 8 tháng 2 đó thì phía Việt Nam đã nhận thêm 300.000 liều vaccine Virocell do phía Trung Quốc tài trợ. Thì cái này á, theo tin của báo Tuổi Trẻ đó, là đây là do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cái này nó đã được loan báo từ hồi tháng 9 của năm 2021, nhưng mà hôm 8 tháng 2 đó thì mới là chính thức bàn giao 300.000 liều vaccine này. Nhưng mà cái điều mà cái tin từ ở trên báo Tuổi Trẻ khiến Ngọc Lan đọc á, và cảm thấy nó có một cái gì đó nó rất là ngộ nghĩnh, đó là mặc dù ông Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đó là cảm ơn đây là cái món quà của rất có ý nghĩa của quân đội Trung Quốc tặng cho phía Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị vân vân. Nhưng mà cái điều mà ông nói á, là với báo chí rằng là sau khi mà họ phải mang cái thu số vaccine này đi để mà họ làm kiểm định đó, nếu như đạt yêu cầu thì mới mang chích cho người dân. Tức là cái quà tặng đó, cái vaccine đó, Verocell của Trung Quốc đó tặng, nhưng mà ở bên phía Việt Nam nhận cảm ơn nhưng mà phải mang đi kiểm định lại để xem có chích được hay không. Tự nhiên mình sẽ nghĩ gì về cái điều này? Như vậy là sao? Vaccine trong cái lúc mà người ta cần thiết như vậy nhưng mà tặng rồi phải mang đi kiểm tra coi có được hay không, thì không phải là đem chích cho bộ đội, đem ra chích cho những người dân mà đang còn chưa có chích vaccine. Nhưng mà từ cái chuyện mà cho nhận này thì Ngọc Lan xin được chuyển lời của nhiều khán giả đã gửi đến sau cái ngày diễn hành Tết, đến với lại trong cái diễn hành Tết đó thì người ta nói rằng là khi mà đi diễn hành như vậy có nhiều cái xe hoa đó, nhiều cái cái công ty hả, những cái doanh nghiệp, hay là họ nói chung không có chỉ ra chính xác là người nào, nhưng mà khi họ nhiều người, người ta sẽ có cái hành động là người ta phát tiền lì xì, đúng không, cho những người đứng coi. Thì có nhiều người có thể là do không có tiện bước xuống hoặc là do như thế nào đó thì họ ngồi trên xe thở quăng cái tiền lì xì đó ra. Thì cái hành động đó đó, người dân người ta không có chấp nhận. Bởi vì nói rằng là của cho không bằng cách cho. Cho nên á, khi mà lì xì đó là thể hiện một cái sự tôn trọng, đó là một cái may mắn đầu năm. Cho nên họ nói rằng chúng tôi không có thiếu tiền để mà nhận cái tiền giống như là quăng ra như vậy xong rồi để chụp. Đó là cái điều mà mọi người, những ai mà sắp tới đây, thí dụ như khi mình đi diễn hành hoặc là mình muốn trao tặng những cái quà cho người đứng hai bên đường á, thì có lẽ là mình cần phải có một cái sự tế nhị ở trong vấn đề này. Thường nói là khi mình để ý mình thấy đó, cũng có nhiều xe
quăng từ trên xe xuống, và cũng có nhiều người đi bộ đó, họ đến trao tận tay từng người. Đúng rồi, cái chuyện mà đúng đến rồi. Trao tận tay từng người thì đó là cái điều mà người ta rất là cảm kích, người ta rất là ủng hộ. Nhưng mà còn cái chuyện nếu bây giờ mình không có tiền để mình bước xuống xe hay là vì lý do gì đó không được thì thôi thà là đừng có cho. Chứ còn cái nếu mà quý vị ở trên xe mà cầm những cái bao lì xì hay là quà gì mà quăng xuống á, thì cái điều đó nó gây nên một cái sự phản cảm. Nhiều người có thể là thấy vui lúc đó, phải tôi có mặt ở đó tôi xuống tôi lượm, nhưng mà nhiều người người ta cho đó là một cái sự xúc phạm, đó là một vấn đề rất là tế nhị, cho nên là mình bởi vì cư xử phải chú ý một chút xíu. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Và sau Cà phê sáng vẫn sẽ là Thời sự Thế giới cùng với Hoàng Công Thụy và Thảo Yên. Xin kính chào quý vị.